Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị làm nhiệm vụ airdrop trên cái sàn mobula.fi. Đây là một cái sàn DEX còn rất mới và đang trong phiên bản beta. Hiện tại, Mobula chưa phát hành token. Khi quý vị làm nhiệm vụ, thì quý vị sẽ có cơ hội nhận được token của sàn Mobula. Bước thứ nhất, quý vị cần truy cập theo cái đường link mà KTV để bên dưới video này để nhận được airdrop. Quý vị sẽ thấy cái biểu tượng quà tặng. Ở đây quý vị sau khi kết nối ví với lại sàn thì hàng ngày quý vị cần vào check in để nhận được cái token của sàn. Rồi bây giờ KTV sẽ vào cái biểu tượng menu phía bên trên góc tay phải. Chọn vào Connect. Ở đây KTV sử dụng ví MetaMask, KTV chọn MetaMask. KTV sẽ copy cái đường dẫn và mở cái ví MetaMask lên. Thao tác trên máy tính thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi vào menu của ví MetaMask phía bên trên góc tay trái màn hình, chọn vào trình duyệt. Ở đây KTV sẽ mở một trình duyệt mới. Trong cái ô tìm kiếm sẽ nhập cái địa chỉ Mobula. KTV sẽ lấy lại cái đường link. Cái đường link này KTV để bên dưới video. Copy link này và ví MetaMask. Và dán đường link vào cái ô tìm kiếm. Ở đây KTV sẽ sử dụng mạng lưới Polygon, bởi vì mạng lưới Polygon phí rất chỉ là thấp. Ngoài ra quý vị có thể sử dụng mạng lưới BNB Smart Chain hoặc ERC20. Rồi bây giờ KTV sẽ connect ví MetaMask với lại sàn. Đã connect thành công. Chọn tiếp vào cái phần profile. Phần này quý vị có thể đặt tên. Còn đây là cái địa chỉ ví. Đặt tên xong thì chọn server. Quý vị hãy dán cái địa chỉ ví vào đây. Bây giờ KTV sẽ lấy địa chỉ ví của cái ví này. Copy này. Để chọn server. Cái Telegram, quý vị cũng nhập cái tên nick Telegram của quý vị vào. KTV sẽ lấy cái tên nick Telegram.
Rồi, quý vị cần phải vào cái đường link của con bot này để xác minh này. Copy cái đường link của cái con bot này. Và tên này này. Và dán nó vào ô tìm kiếm. Search. Chọn Start. Copy cái mã này gửi cho nó. Rồi, join vào cái. Ok, thế là được rồi. Trở lại cái ví. Đến phần Discord, quý vị cũng nhập tài khoản Discord vào. Chọn save. Phần Twitter, quý vị cũng nhập tài khoản Twitter. Nó báo lỗi, bây giờ quý vị hãy vào Twitter để follow. Rồi, ô tìm kiếm này. Nhập A còng Mô bô là FB tìm rồi chọn vào theo dõi. Ok, đã theo dõi. Trở lại ví Meta. Chọn vào trình duyệt. Mở trang mobula.fi lên. Và vẫn trong cái phần profile, quý vị cần hoàn thiện nốt cái thông tin profile. Đây, cái Twitter này. Quý vị có thể nhập lại và lưu nó vào. Còn cái phần Discord quý vị cũng làm tương tự như vậy. Bây giờ đến cái phần check-in, quý vị vào cái biểu tượng quà tặng. Chọn vào ngày 1 này. Ok, và cứ như vậy, hàng ngày quý vị hãy vào check in để nhận được cái token MOBL. Đây, như ở đây KTV vừa làm xong nhiệm vụ. Nó đã được rồi đây này.
11 MOBN. Quý vị có thể claim để nó về ví. Rồi, sau 12 giờ nữa. Ok, và đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.